Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lâm Phương. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng ekip Lâm Phương, và Lâm Phương luôn nhận được sự ủng hộ và khích lệ của quý vị. Đó là niềm vui và cũng là động lực rất lớn để Lâm Phương vững tin bước tiếp trên con đường làm YouTube, cũng như đưa niềm vui và sự nhân văn văn hóa Việt Nam đến với mọi người trên khắp mọi miền. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui mỗi ngày. Khi nghe truyện, xin quý vị một lần đăng ký kênh và nhấn like, chia sẻ video clip để dễ dàng cập nhật những video clip mới nhất được phát sóng mỗi ngày trên hai kênh Tắt Đèn vào lúc 19 giờ và Tiểu Thuyết Lam Phương phát sóng vào lúc 21 giờ. Rất trân trọng sự yêu thương của quý vị và các bạn. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tập truyện ngắn của tác giả Lê Quyên, Kẻ Bán Rẻ Nhân Tính. Trên những mảnh ruộng mới dày sau thời gian thu hoạch, chỉ còn lại những gốc rạ lởm chởm xen lẫn đám mạ non xanh xanh đâm mầm từ những hạt lúa rơi rụng. Một mùa hè nữa lại đến, ánh mặt trời lúc này đang bắt đầu dịu đi, không còn cái nắng gay gắt như hồi trưa. Thay vào đó là những cơn gió mát rượi đem bầu không khí vui tươi cùng với tiếng cười đùa của đám con nít trong làng. Trên cánh đồng trống, lũ trẻ con thi nhau thả diều, đứa nào nhà có điều kiện thì được cha mẹ mua cho những con diều đẹp mắt với đủ loại hình thù, nhà đứa nào kém điều kiện hơn, tụi nó sẽ tự làm cho mình một con diều bằng giấy đơn giản. Tuy không đẹp, nhưng đối với chúng, đó là một thành tựu của sự sáng tạo. Lúc này, đám con nít đang đua nhau, cược xem diều của đứa nào bay cao hơn, thì đột nhiên, ở phía xa có tiếng động lớn truyền đến. Mấy đứa trẻ nghe thấy hơi khựng người, tập trung cao độ, dùng thính giác nhạy bén nhất có thể của mình để xác định xem âm thanh vừa rồi là cái gì và phát ra từ đâu. Một tiếng động tiếp theo truyền đến, một âm thanh giống như tiếng đổ vỡ, kèm theo sau là tiếng quát lớn của một người đàn ông. Tất cả bọn trẻ đều đưa mắt nhìn về hướng căn nhà nằm trên một còi đất cao cách đó không xa. Tụi nó đã tìm được đáp án, âm thanh và tiếng la lối kia phát ra từ căn nhà đó. Một thằng con trai trong đám nói với một đứa khác: "Tí à, hình như cha mẹ của mày lại đánh nhau thì phải." Vừa mới dứt câu, nó đã thấy thằng Tí ném luôn cái cuộn dây diều đang cầm ở trên tay vội chạy đi, mặc cho con diều đó bị gió cuốn đi xa, bay đến nơi nào không rõ. Thằng Tí nhanh chân chạy về hướng ngôi nhà nằm đơn độc trên một còi đất nhỏ. Mấy đứa còn lại nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó một lúc, rồi cũng tiếp tục thả diều. Có lẽ tụi nó đã quen với cái chuyện này nên không cảm thấy tò mò. Thằng Tí chạy về đến sân, trước mắt nó là một cảnh tượng đồ đạc trong nhà đổ vỡ ngổn ngang. Mẹ nó thì đang ngồi bệt ở dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng từng cái trận đòn. Còn cha nó đang liên tục đạp mạnh vào người mẹ, miệng ông không ngừng chửi sủa: "Mày chết đi, tao đánh cho mày chết luôn." Thằng Tí hốt hoảng, không nghĩ nhiều, cứ vậy mà lao nhanh đến ôm mẹ. Nó chắn trước người Liên, như muốn hứng chịu một trận đòn kia thay cho mẹ Liên. Liên bất ngờ khi cảm nhận được một vòng tay nhỏ xíu ôm lấy mình. Cô mở mắt ra,
thấy đó là thằng Tý, con trai tội nghiệp của mình, nó đang bị gã chồng dừng chân đạp tấm lưng yếu ớt của nó, liền dội quát lớn, giọng nghẹn đi không còn rõ chữ vì xót con. Con tránh ra, mau đi tránh ra chỗ khác. Thằng Tý lắc đầu, càng ôm chặt mẹ mình hơn, nó cắn răng chịu những cú đạp như trời giáng. Gương mặt hơi nhăn lại vì đau, nhưng mà nó thà chịu đau chứ không có đành lòng nhìn mẹ mình bị hành hạ đến khốn đốn. Cha của nó vẫn cái giọng lè nhè, người thì bốc đầy mùi rượu. Thằng Tý chắn đòn cho Liên, ông cũng hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại gằn giọng tức giận. Mày binh giật cho con mẹ của mày chứ gì? Được, để tao cho mày binh nè. Vừa nói, ông vừa đạp mạnh vào người của thằng Tý. Liên nhìn thấy con bị đánh, không chịu đựng được nữa. Bản năng của người mẹ muốn bảo vệ con, khiến cho cô mạnh mẽ hơn. Cô dùng ra khỏi bàn tay của thằng Tý, rồi đứng bật dậy, dứt khoát, xô mạnh chồng mình ra xa. Ông Tuấn đang say, đứng không có vững, lại bị xô mạnh nên té người ra sau, phịch xuống đất. Lúc này, Liên vội kéo tay thằng Tý, bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó. Vì cô biết, nếu tiếp tục ở lại đây, ông ta sẽ không có bỏ qua cho mẹ con cô. Nói về Tuấn, năm nay 38 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ. Anh đang độ tuổi có sự chín chắn, đáng lý ra cái tuổi này phải lo làm ăn chăm sóc cho gia đình vợ con, là một người đàn ông trụ cột vững chắc cho gia đình mới đúng. Nhưng ông hoàn toàn ngược lại, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha để cho vợ làm công lưng nuôi mình. Không chỉ vậy, mỗi khi nhậu say, ông ta thường đánh đập vợ con, rồi kiếm chuyện cự cãi đánh nhau với chòm xóm láng giềng. Gã có thân người ốm tong ốm teo, gương mặt hốc hác, người đen nhẻm, nhìn không khác gì mấy kẻ bị nghiện ngập chất cấm. Lâu ngày không tắm, người của gã lúc nào cũng bốc ra cái mùi cồn nồng nặc, kèm theo cái mùi chua lè của mồ hôi. Anh ta nhậu vào thường rất hăng máu, ai nói cái gì không dự ý là nhào tới ăn thua đủ với người ta. Có hôm Tuấn đánh đập vợ con, mấy nhà bên cạnh thấy vậy chạy sang khuyên ngăn, liền bị gã cầm cây hăm he. Chuyện của nhà tôi ai mượn mấy người xí vô chứ, ăn cơm nhà đi lo chuyện người ta hả? Ai ngon thì nhào vô đây đi, can ngăn nè, bước tới một bước của tôi đánh què giò đáng chịu à. Riết rồi cả xóm ai cũng ngán ngẩm, chỉ cần thấy mặt của Tuấn, mọi người lập tức tự động tránh đi nơi khác, không mấy ai muốn chạm mặt với anh ta. Ở cái xóm này, 20 nhà thì hết 19 nhà là bị ông ta kiếm chuyện cự cãi. Từ xóm trong ra đến xóm ngoài, nhà nhà đều coi thường anh ta ra mặt. Nhất là mấy cái quán rượu, họ thấy anh là đuổi như đuổi tà, không ai muốn bán cho anh ta. Bởi họ biết anh không có tiền, lần nào cũng toàn là nghi nợ rồi bắt vợ con trả. Phần khác, anh ta uống say rồi đi quậy làng phá xóm, về nhà thì đánh đập vợ con. Nhưng ngặt một cái, nếu không bán cho gã, gã sẽ đứng trước quán chửi om lên làm họ không có buôn bán được cái gì. Gã cứ sống và cư xử như vậy, mặc cho người đời khinh khi cười chê, mặc cho vợ khổ cực nai lưng ra đi làm nuôi cả gia đình. Chắc gã đã bị đứt sợi dây sĩ diện rồi, nên đâu có quan tâm người khác nghĩ cái gì và đánh giá về mình như thế nào, miễn sao mỗi ngày có rượu uống là được. Lúc còn trẻ, Tuấn vốn được ăn học đàng hoàng. Cha của anh ta là giáo viên cấp 1, Tuấn cũng được định sẵn sẽ đi theo nghề của cha mình. Nhưng ông ta theo bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, riết thành kẻ nghiện rượu. Có một lần, Tuấn lên lớp, nhưng người toàn là mùi rượu. Rồi trong cơn say, gã đánh đập học sinh nên bị phụ huynh phản ánh. Có hôm gã lỡ tay tát hơi mạnh làm cho học sinh chảy cả máu miệng. Đợt đó phụ huynh làm ầm lên đòi kiện gã, nhà trường cũng phải kỷ luật và đuổi việc gã. Bị mất việc, Tuấn không thấy buồn mà ngược lại còn cảm thấy tốt, vì từ bây giờ gã sẽ có nhiều thời gian hơn để ăn nhậu. Cha mẹ gã nhìn tính xấu của con mà bất lực, mắng chửi khuyên răng đều có cả. Nhưng anh ta nào có nghe đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Vậy rồi họ quyết định cưới vợ cho Tuấn.
Ông bà nghĩ có vợ rồi anh sẽ thay đổi lo làm ăn chăm lo cho vợ con mà bỏ đi cái tính rượu chè. Vậy là ông bà đi tìm vợ cho Tuấn và cô đó chính là Liên, người vợ hiện tại của anh ta. Nhà của Liên cùng huyện nhưng khác xã. Ông bà tìm vợ ở xa cho con mình, bởi mấy nhà gần gần làm gì có ai dám gả con cho anh ta. Cuộc hôn nhân của cả hai được người lớn sắp xếp. Cha mẹ Liên thấy gia đình nhà trai là giáo viên, Tuấn cũng là người có ăn học nên đồng ý gả con. Sau khi chung sống với nhau được một thời gian thì Liên có thai. Cô cũng phát hiện ra bao nhiêu tật xấu của chồng. Tuấn đâu có tử tế như cha mẹ cô nghĩ, nhưng vì đã gả cho người ta rồi, dù có sướng hay khổ, cô cũng phải chịu. Mặt khác, ở chung với cha mẹ chồng, Liên được ông bà che chở nên thấy bớt tủi thân đi phần nào. Đến khi cô sanh con và thằng Tí lên 5 tuổi, thì ông bà mua cho hai vợ chồng một mảnh đất riêng xây nhà, chia ruộng đất cho cả hai đầy đủ. Nhà vẫn còn hai thằng con trai chưa có lập gia đình, mà Tuấn mỗi khi ăn nhậu về đều kiếm chuyện cự cãi, rồi anh em đánh nhau, cho nên ông bà đành mua đất cho họ ra riêng. Từ hồi bị đuổi việc, Tuấn không có đi làm gì nữa, cứ vậy thỏa sức chơi bời. Liên nghĩ đúng là ông trời không có cho ai tất cả, mặc dù được cha mẹ chồng dễ tính, nhưng cô lại gặp phải cái thằng chồng trời đánh. Lúc này, Liên dắt tay thằng Tí chạy khỏi căn nhà đó được một đoạn, cô nhìn lại thấy Tuấn không có đuổi theo, cả hai mới dừng lại rải bước đi từ từ. Đầu tóc của Liên lúc này rối như tổ quạ, cô quan tâm đứng lại hỏi thằng Tí. Hồi nãy bị đánh có sao không con? Tuấn ở đâu? Đưa mẹ coi. Thằng Tí lắc đầu. Con có sao đâu mẹ, đừng có lo. Liên không tin, dạch lưng thằng Tí ra coi. Trời đất ơi, đỏ hết một giặt lưng. Cô không kìm được mà ôm thằng cô Tí khóc hù hù. Đỏ hết cái lưng rồi, con nói là không sao. Lần sau thấy vậy con chạy đi nơi khác, con biết không? Không, con phải bảo vệ mẹ mà. Nghe lời mẹ thương, muốn bảo vệ mẹ thì phải học thật giỏi. Sau này chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, con hiểu chưa? Dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng học thật giỏi. Mẹ đừng có khóc nữa nha. Liên lau nước mắt, nặn ra một nụ cười, đưa tay lên vuốt má của thằng con. Tối nay mẹ con mình về nhà nội ngủ một hôm, đợi cha con tỉnh rượu rồi mình quay về. Dạ. Cả hai dắt tay nhau đi về hướng nhà vợ chồng bà Chính. Thằng Tí năm nay 12 tuổi, thân người nó gầy gò nên nhìn nhỏ xíu. Tính ra 12 tuổi cũng đồng nghĩa với việc Liên đã phải chịu đựng sống trong cảnh bị bạo lực gia đình hơn 12 năm với người đàn ông tệ bạc đó. Liên vừa đi vừa nhìn thằng Tí mà lòng nặng trĩu. Cô tính cả rồi, đợi con lớn lên học hết lớp 12 sẽ cùng nó đi đến nơi khác sinh sống. Ở một nơi khác, tại căn nhà của bà Chính, bà đang ngồi trước nhà nhìn ra khoảng sân trống với ánh mắt vô định. Này bà đã ngoài 60. Vài năm trước, ông Chính bị bệnh nan y đã mất, để lại mình bà đang sống với vợ chồng con trai út. Bà có ba thằng con trai đều đã lập gia đình. Tuấn là con cả, thằng thứ hai tên Tú có vợ và ra riêng, còn đứa út tên Tùng đang ở chung với bà. Cả ba đều được ông bà cho ăn học tới nơi tới chốn. Tú thì làm giáo viên cấp 3, Tùng thì giáo viên dạy cấp 2, cả gia đình đi theo nghề giáo. Duy chỉ có Tuấn là tệ nhất và là đứa khiến cho bà khổ tâm nhiều nhất. Đang ngồi suy nghĩ thì bà thấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đi từ ngoài ngõ vào. Lớn tuổi rồi nên mắt cũng kém đi, đến khi hai bóng người đó đến gần bà mới nhìn rõ, hóa ra là Liên và thằng Tí. Liên dắt tay con đi đến gần bà Chính rồi lên tiếng. Thưa má, con mới qua. Bà Chính thấy Liên đầu bù tóc rối cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó lại kiếm chuyện với bay á, phải không? Nghe hỏi, Liên chỉ cúi mặt im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Tối nay, má cho mẹ con ngủ ở đây một đêm nghe. Bà Chính lắc đầu đầy bất lực. Bất lực gì, đứa con trai của bà không biết đến khi nào mới tu tâm dưỡng tánh làm người tử tế đây. Nó cứ sống như vậy thì khổ cho vợ con của nó. Thiệt là bà cũng lực bất tòng tâm, không thể làm gì được ngoài việc đối xử tốt với con dâu và cháu nội của mình, mong rằng sẽ bù đắp cho hai mẹ con nó một phần nào. Hai mắt của bà đã ngưng ngấn nước. Dắt thằng nhỏ vào trong nhà đi, rồi nó đánh bay có nặng hay không? Dạ con không sao, chỉ tội cho thằng Tí, ông đánh luôn cả nó. Cái gì? Tí, qua đây nội coi có sao không? Nói chưa dứt câu, bà đã đi tới cầm tay thằng Tí xây người nó xem có vết thương nào không. Tí từ khi bước vào sân, nó vẫn im lặng, mắt dán chặt sang nhà hàng xóm kế bên. Nhà bên đó là nhà của một con bé nhỏ tuổi hơn Tí. Con bé đó hay theo bọn trẻ trong xóm tụ tập lại chơi chung với nhau, trong đó có cả Tí. Nãy giờ, thằng Tí vẫn nhìn chăm chăm quan sát gia đình bên đó đang ăn cơm. Điều mà làm nó chú ý là cảnh ba người quay quần trong bữa cơm chiều giản dị nhưng ngập tiếng cười và hạnh phúc. Chợt trong lòng của thằng Tí dâng lên một ước muốn. Nó ước gì gia đình của nó có thể được như vậy. Nó và cha mẹ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trong vui vẻ, không có tiếng mắng chửi đập phá. Nó không có mong gia đình mình giàu sang, dù nghèo cũng được, miễn sao gia đình hạnh phúc và sống trong yêu thương là được rồi. Nhưng sao mong ước dường như nhỏ nhoi đó đối với nó lại quá đỗi xa vời. Thằng Tí đang suy nghĩ, nhìn gia đình hàng xóm với ánh mắt ngưỡng mộ, thì chợt bà Chính cầm tay nó làm ngắt ngang mạch suy tư. Lúc này, thằng Tí nó mới nói giọng trấn an bà Chính. Dạ, con không có sao đâu nội à. Bà Chính nhận được câu trả lời, nhìn thằng Tí với ánh mắt thương xót và đau lòng. Vậy, vào nhà tắm rửa cho mát đi con, vợ chồng chú Út bay chắc cũng gần về rồi. Nội xuống nấu ăn, rồi chú thím con về ăn cơm luôn là vừa. Liên lúc này cũng lên tiếng. Để con xuống phụ má nghe. Bà Chính gật đầu, rồi cả ba đi vào trong nhà. Một lát sau, bà Chính và Liên đã nấu cơm xong. Vừa lúc đó, vợ chồng Tùng cũng đi làm về. Thấy mẹ con của Liên, hai người không lấy gì làm ngạc nhiên. Không cần nói, họ cũng hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ con cô. Họ cười nói với Liên như không có chuyện gì, cũng không có đá động hỏi han về Tuấn. Họ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, càng hỏi càng bất bình thay cho mẹ con cô, càng khiến cho Liên thêm tủi thân buồn lòng, thà không có nhắc đến thì tốt hơn. Vợ chồng Tùng là người tử tế, khi thấy hoàn cảnh của Liên, cả hai không hề cảm thấy phiền phức. Ngược lại, vợ chồng họ thấy thương cho mẹ con của cô nhiều hơn. Vợ Tùng tên Thắm là giáo viên chung trường với Tùng. Cả hai có ăn học nên sống rất tử tế, cư xử hòa nhã. Hai người mới cưới nhau được một năm, vẫn chưa có con. Ngày ngày hai vợ chồng đi dạy, bà Chính ở nhà khỏe thì lo cơm nước phụ con dâu, mệt thì thôi. Cả nhà đang ngồi ăn cơm trước thềm nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy tiếng bèm hèm của ai đó từ ngoài ngõ vọng vô. Trời lúc này nhá nhem tối nên chỉ nghe thấy tiếng mà chưa có thấy người. Liên lắng tai nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng của Tuấn. Cô hơi hoảng hốt nhìn bà Chính. Chồng con đến rồi má, bây giờ làm sao đây má? Ổng mà thấy con ở đây lại quậy tanh bành lên cho mà coi. Thắm nghe vậy vội nói. Hay là chị dắt cô Tí vào trong trốn đi, để ngoài này vợ chồng em lo. Nghe vậy, hai mẹ con Tí chạy tuốt vào trong, không quên cầm theo cái chén đũa của mình. Nhìn hai mẹ con Tí, ai nấy cũng thấy thương. Bà Chính cùng với hai vợ chồng Tùng tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tuấn đem theo cái bộ mặt say xỉn, cơ thể bốc lên cái mùi chua, không có thua gì hủ giấm.
Anh đứng trước cửa nhà, mắt đanh lại nhìn bà Chính. Hai mẹ con thằng Tý đâu? Kêu nó ra đây liền cho tôi. Bà Chính nghe Tuấn nói vậy, liền đặt cái chén cơm đang ăn dở trên tay xuống. Bà đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn hắn, nói với giọng bất lực. Mày sao suốt ngày ăn với nhậu vậy con? Rồi vợ con mày ở đâu mà mày qua đây tìm? Thằng Tuấn quát mắt nhìn bà Chính, lộ rõ cái biểu cảm không tin. Anh không nói không rằng, liền xông thẳng vào trong nhà. Tùng thấy vậy thì đi đến ngăn. Anh kéo vạt áo ở cánh tay của Tuấn rồi nói. Anh muốn làm gì? Ở đây không phải chỗ để cho anh quậy phá nghe không? Tao kiếm vợ con của tao, mày tránh ra coi. Tuấn hất người Tùng ra, rồi hùng hổ đi vào bên trong. Tùng bị cú hất của Tuấn làm cho mất thăng bằng, té nhào ra, trúng vào cái bàn ăn. Chén đũa trên bàn theo đó cũng rớt xuống đất đổ bể hết mấy cái. Bà Chính hoảng hồn, liền chạy lại đỡ con. Con có sao không? Dạ con có sao, chỉ là do trượt chân thôi. Thắm từ nãy giờ sợ đến bất động, người run run liên hồi. Thấy chồng té, cô lo lắng, quên đi cái nỗi sợ, liền chạy đến hỏi han chồng. Bên trong truyền ra cái tiếng đồ đạc bị đập phá, cộng với tiếng la lối của Tuấn. Gã đi từ trên nhà xuống nhà dưới, tìm mọi ngóc ngách. Hai mẹ con mày đâu rồi? Ra đây liền cho tao. Nhắm có trốn được thì trốn luôn, đừng có để tao tìm thấy nghe không? Tao mà tìm thấy tao đánh cho thí mẹ luôn. Mỗi một câu là một món đồ bị đập bể. Cứ như vậy, chỉ trong giây phút, đồ đạc trong nhà đã không còn món nào nguyên vẹn. Tùng muốn vào ngăn cản, nhưng bà Chính sợ cả hai xảy ra xô xát nên không cho vào. Mặc kệ nó đi con, để nó muốn làm gì thì làm. Họ chỉ mong sao Tuấn không tìm thấy hai mẹ con thằng Tý. Quậy phá, chán chê, tìm khắp nhà từ trên xuống dưới vẫn không thấy Liên. Anh ta loạn choạn đi ra. Trước khi ra về còn không quên hăm dọa bà Chính và vợ chồng của Tuấn. Tôi mà biết bà với thằng Út giấu cái con đàn bà đó trong nhà thì đừng có trách tôi ạ. Lần sau tôi đốt luôn nhà chứ không phải đập phá vậy đâu. Nói rồi Tuấn bước đi một nước. Bà Chính tức đến thở hồng hộc. Bà ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Cái thứ còn bất hiếu, con ơi là con. Tùng và Thắm thấy bà tức giận, liền lo lắng hốt hoảng chạy đến đỡ bà. Thắm dùng tay vuốt vuốt ngực rồi đi pha cho bà một ly trà. Lúc này Liên và Tý từ bên ngoài bước vô. Trời ơi, má, má có sao không? Thằng Tý đứng bên cạnh, thấy mặt của nội xanh xao, nó lo lắng ứa nước mắt. Nội à, nội có sao không nội? Bà Chính uống nước nghỉ một lúc, thấy khỏe được đôi chút, bà mới nói. Nội không sao, mà mẹ con bay trốn ở đâu, thằng Tuấn kiếm không ra vậy? Dạ, con dẫn thằng Tý chạy ra tuốt ngoài vườn, chứ ở trong nhà trước sau gì ổng cũng tìm ra hả? Bà Chính gật đầu, bây giờ Liên mới để ý. Nhà cửa đồ đạc, chén đũa nằm lăn lóc ở dưới đất. Có cái bị đập tan nát đến không còn nhận ra. Liên thật sự không tin là chồng của mình lại dám vào nhà này đập phá không có kiêng nể gì cả. Con xin lỗi má. Chị xin lỗi hai em. Chị đã làm liên lụy cả nhà rồi. Thắm nắm tay Liên an ủi. Mình là người một nhà mà chị. Chén đũa bể thì mình còn mua được. Chứ cái tình cái nghĩa có mua được đâu. Bà Chính cũng lên tiếng. Lỗi phải gì bay ơi. Nếu có lỗi thì là lỗi do tao đây nè. Tao không có biết dạy con. Mà đâu phải tao không có dạy nó đâu. Dạy mà nó đâu có nghe. Liên vội đáp. Má, má đừng có nói như vậy. Thôi, gạt cái chuyện này sang một bên đi. Sức khỏe của má mới quan trọng đó. Tùng đưa bà Chính vào giường nghỉ ngơi. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp cái bãi chiến trường mà Tuấn để lại. Thắm lúc này mới lên tiếng hỏi Liên. Chị tính cứ sống trong cái cảnh này hoài hay sao? Không phải em có ý chia rẽ gia đình chị, nhưng em thấy chị khổ quá. Xã hội bây giờ đang phát triển, cái nhìn của con người cũng đã cởi mở hơn. Nếu không thể sống với nhau được thì cứ đường ai nấy đi đi. Liên biết Thắm có ý tốt, thấy cô sống trong cái cảnh cơm không lành canh không ngọt,
nên mới nói như vậy. Liền nói, chị biết chứ, nhưng mà thôi, cứ đợi thằng Tý lớn lên cái đã. Thắm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ có trong lòng Liên hiểu rõ là vì khi xưa, lúc em trai chị gặp tai nạn, cần tiền chạy chữa là cha mẹ chồng đã đứng ra giúp gia đình chị. Chị mang ơn cha mẹ chồng nên vẫn không có nỡ rời đi. Nhà cửa lúc này cũng đã dọn xong. Liên nhìn lên đồng hồ, trời đã tối. Thằng Tý ngồi một bên ngáp đến hiếp hai con mắt. Tùng và vợ nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngủ cho chị dâu và đứa cháu trai tội nghiệp của mình. Đây không biết là lần thứ mấy mẹ con họ phải chịu cảnh ngủ nhờ như thế này. Liên nghĩ chắc do kiếp trước cô ăn ở chưa có tốt hoặc vẫn còn vướng nợ với Tuấn nên kiếp này phải trả. Chỉ nghĩ như vậy thôi, lòng cô mới thấy nhẹ nhõm và bớt oán hận chồng mình hơn. Đến sáng hôm sau, hai mẹ con Tý trở về, vì Liên biết chắc chắn Tuấn đã đi nhậu rồi không có ở nhà. Và đúng như Liên suy đoán, nhà trống trơn, không có một bóng người. Bên trong nhà, sau trận đập phá hôm qua, nó bừa bộn như nhà vô chủ lâu rồi không có ai ở và dọn dẹp. Chén bát ở dưới bếp bị đập bể hơn phân nửa, nồi niêu son chảo đều không có cánh mà bay, nó bay thẳng ra đám ruộng trước nhà. Liên thật sự không còn một lời nào để nói về người chồng này ngoài bốn tiếng bất lực tràn trề. Một mình cô phải dọn dẹp hết từ trong ra ngoài, mồ hôi thi nhau đổ ra. Đang tối mặt tối mày dọn dẹp, chợt bác Sáu, người hàng xóm gần nhà cô, đang cầm cái giỏ sách trên tay, hình như vừa mới đi chợ về. Mặt bác nhìn gấp gáp lắm. Bác Sáu chạy sọc vào trong nhà thở hì hục. Liên thấy vậy liền đến dìu bà ngồi xuống rồi kêu thằng Tý lấy cho bà ly nước. Bác Sáu xua tay, thôi thôi, tao qua là để báo cho mày cái chuyện hệ trọng nghe không. Là chuyện gì mà sao thấy bác gấp gáp quá vậy? Bác Sáu thở một lúc, nhịp tim ổn định lại rồi đáp. Chồng bay bị công an bắt vì cái tội đánh người rồi. Trời ơi, vậy bác biết bây giờ chồng con đang ở đâu không? Thì ở trên đồn chứ ở đâu, bay đi lên đó coi là biết chứ gì. Liên kêu thằng Tý ở nhà coi chừng, rồi cấp tốc chạy lên đồn công an trên huyện. Được biết, hồi sáng Tuấn có hẹn với hai người bằng hữu Chí Cốt nhậu ở bờ chuối cạnh ruộng của ông Tư. Đang nhậu ngà ngà, sắp say. Một người tên là Tèo nhìn thấy đám ruộng có ông Tư thì nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói, cái đám ruộng này của ông cha Tư phải không? Tuấn leo nheo con mắt đáp lại, thì ruộng nhà ổng chứ ai. Thằng Tèo nó nghe vậy thì chửi thề, con bà nó chứ, tao nhớ lại mà tức à. Hôm trước tao đi nhậu về, chạy xe ngang qua nhà ổng, con chó con ở đâu tự nhiên nó chạy qua đường, tao không thấy gì nên cán chết. Vậy là ổng chửi tao không còn gì trơn trọi á. Tên còn lại là tên Hổ, hắn nói chuyện cọc lóc hung hăng, sao mày không cho ổng một trận đi. Lúc đó tao nhào tới muốn ăn thua đủ với ổng, nhưng mà thấy người nhà thằng Chả nhào ra hùa đông quá nên tao nhịn. Bữa nay tao phải trả thù cái nỗi nhục này mới được. Nói xong, thằng Tèo nó lấy đất đá nó ném xuống ruộng, lấy cây đập phá tan bành một khoảng ruộng của ông Tư. Ruộng nhà ông Tư nay cũng trổ hạt ngã vàng rồi, không bao lâu nữa lúa có thể thu hoạch. Vậy đó mà bị mấy cái tên này nó phá không có thương tiếc. Nhằm lúc ông Tư vừa mới tới để thăm ruộng, bắt gặp cái cảnh tượng đó, ông không có kìm được cơn tức, bèn cao giọng lên chửi. Trời đất ơi, cái đám báo làng báo xóm, tại sao tụi bay phá cái gì không có phá mà lại đi chọn cái đám ruộng của tao? Trời đất ơi, cái đám lúa sắp sửa cắt rồi mà mấy thằng khốn nạn tụi bay làm sập hết rồi, lấy gì cắt nữa, lấy gì ăn đây trời? Tụi bay trả cái đám lúa lại cho tao. Nói xong, ông nhào tới quyết ăn thua đủ với bọn chúng. Ông Tư ở ngưỡng tuổi già sức yếu, làm sao có thể làm lại ba tên thanh niên trai tráng. Nhanh chóng, ông đã bị ba tên kia đạp cho té xuống cánh đồng. Thằng Tèo thấy chưa đủ, liền nắm đầu ông dậy rồi đánh liên tục vào người ông những cú đau điếng đến mức nghe tiếng thùng thục. Một âm thanh gai ốc vang lên kèm theo tiếng la của ông Tư. Cánh tay phải của ông đã bị gãy, thấy cả phần xương ở khớp trồi lên.
máu từ đó chảy ra liên tục. Có lẽ quá đau đớn nên ông cũng ngất xỉu đi. Thằng Tèo và thằng Hổ thấy vậy sợ quá, co giò bỏ chạy. Tuấn thì vẫn đang hăng máu nên liên tục đạp vào người ông Tư. Vừa lúc đó, các con của ông Tư nghe tiếng la hét của cha mình liền chạy ra và thấy thằng Tuấn đang đánh cha mình. Tuấn nhìn lại thấy mấy gã bạn nhậu của mình đã chạy đi mất từ lúc nào rồi. Gã tính bỏ chạy nhưng bị mấy đứa con nhà ông Tư bắt lại và báo công an. Vì gây thiệt hại về người và của, đánh người gây thương tích nên Tuấn đã bị công an phường bắt tạm giam. Hai tên kia cũng không thoát khỏi tội, ngay sau đó đã bị đưa lên đồn nhốt chung với tên Tuấn. Phía nhà của ông Tư quyết không có bỏ qua cho ba tên đó nên kiện cho họ phải đi tù để trừ hại cho làng xóm. Tuấn cũng vì vậy mà phải ăn cơm nhà nước 3 năm. Khi tòa quyết định xử Tuấn 3 năm tù, Liên được cho gặp Tuấn trước khi gã bị áp giải vào tù. Anh ăn nhậu cái kiểu gì mà để đến mức này, về nhà đánh vợ con chưa đủ hay sao, ra ngoài còn đánh người ta. Tuấn nhìn Liên ánh mắt không có chút ăn năn. Tao ăn nhậu đánh người đó là chuyện của tao, mày quản được hả? Tao đi tù sống chết gì thì mặc tao, tao không có cần mày giải đời đâu. Những câu vô tình vô nghĩa của Tuấn thốt ra làm cho Liên không thể chịu được nữa mà nhanh chóng bỏ đi. Nếu anh ta đã nói như vậy thì cô cũng không còn lời gì để nói nữa. Trái tim của con người này làm bằng sắt đá nên tuyệt tình như vậy đó. Bà Chính và mấy đứa em của Tuấn khi hay tin đều không thể tin được vì gã trước nay chỉ dừng lại ở quậy phá, chửi bới, gây mất trật tự công cộng thôi. Không ngờ bây giờ đã tới mức đánh người như vậy. Bà Chính thở dài. Thôi thì coi như nó đang gánh nghiệp mà nó đã làm suốt mấy năm qua. Có khi sau cái chuyện này nó lại được cải tạo tính tốt hơn thì sao? Câu nói từ bà Chính thốt ra cũng đầy tính thuyết phục. Bà nói đúng. Khi con người trải qua biến cố thì đó mới chính là lúc họ thay đổi bản thân mình, trở thành một con người khác. Huống chi là chuyện phải ở tù tới 3 năm. Rồi Tuấn sẽ nhận ra cái sai mà thay đổi thôi. 3 năm này, hai mẹ con Liên như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Tuấn không ở nhà nên gia đình vô cùng thoải mái. Liên cũng không còn phải chịu những cái trận đòn đánh như búa bổ của chồng. Cũng không còn phải chịu những câu chửi bới, những lời mắng vốn đòi nợ từ hàng xóm. Bớt đi một miệng ăn, cô cũng đỡ phần nào cực khổ. Chưa gì mà cô đã nuôi cho thằng Tí mập lên nhìn thấy luôn. Nó càng lớn càng thông minh. Nó biết mẹ của mình cực khổ, bởi vậy mà thằng Tí chăm học dữ lắm. Năm nào cũng đứng hạng nhất, hạng nhì ở trong lớp để đem tấm giấy khen về cho mẹ nó vui. Nó cũng không có đòi hỏi quần áo giày dép đẹp như con của người ta. Ăn uống thì mẹ nó làm cái gì ăn cái đó, không có khen chê đòi hỏi. Cuối tuần, hai mẹ con Tí sang nhà bà Chính chơi, thấy cháu nội với con dâu sắc mặt ngày một hồng hào và vui vẻ, bà lấy làm mừng. Bà đã quên mất cái thằng con mình đang ở trong tù, dường như bà bỏ mặc cho nó ra sao thì ra. Nhưng nói gì thì nói, dù sao Tuấn cũng là con của bà, ai làm mẹ là như vậy chứ. Chỉ là do sự cạn tình cạn nghĩa của Tuấn đã làm cho tình mẫu tử hai người giảm đi. Khoảng cách của mẹ con cũng vì vậy mà ngày một xa hơn. Suốt thời gian Tuấn ở tù, bà Chính không có khi nào đến thăm con mình dù chỉ một lần. Liên cũng vậy, đến cả chuyện gã sống chết như thế nào ở trong đó, cô cũng không biết và không muốn biết. Bởi vì lần cuối gặp Tuấn, gã đã nói một câu sống chết gì có mặt gã, nên cô đã không còn quan tâm đến gã làm gì cho nó đau đầu nhức óc. Người ta thường nói, thời gian như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã tới hạn 3 năm, Tuấn vì vậy mà cũng được ra tù. Trở về ngôi nhà hồi trước, trước mắt Tuấn là sự gọn gàng sạch sẽ. Tuy khung cảnh không quá nhiều thay đổi, nhưng thời gian trong tù 3 năm cũng khiến cho hắn thấy phần nào xa lạ. Để ý thì đồ đạc trong nhà đã được sắm sửa đầy đủ hơn. Thằng Tí từ một đứa nhóc bây giờ đã trưởng thành
và nhìn chững chạc hơn phần nào. Cũng đúng thôi, năm nay nó đã 15 tuổi, học lớp 9 rồi. Tí đang ngồi học bài trước nhà, thấy có người vào nhà, nó nhìn ra thì thấy đó là Tuấn. Thay vì mừng rỡ, nó lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Tí xếp tập sách lại, nhìn hắn với vẻ mặt không có mấy thiện cảm. Nó nheo mắt, cất giọng nói trầm trầm và đã tới tuổi bể giọng. Ông về rồi hả? Tuấn nhăn mặt khi thấy thái độ của con trai mình. Nó là đang muốn đuổi mình hay sao? Máu nóng bắt đầu nổi lên, nhưng rồi Tuấn cũng ráng kìm xuống. Liên ở sau hè chặt củi, nghe tiếng con trai nói chuyện với cái giọng điệu kỳ lạ, nên cô bỏ việc mà chạy lên coi sao. Cô hốt hoảng khi thấy Tuấn chồng mình đang đứng trước nhà. Anh về hồi nào vậy? Tao về mày không có vui à? Lời nói muốn nói ra, nhưng lại bị nặng trịch, nó ghì chặt môi, làm cho cô không tài nào nói nên lời. Mặt của Tuấn vô hồn vô cảm, cứ vậy mà bước một mạch vào trong nhà, rồi nằm thẳng xuống cái võng ngủ ngon lành. Tí nó đi tới, tính làm gì đó, liền bị Liên ngăn lại. Cô dắt nó đi một mạch qua nhà bà Chính báo tin. Lúc này, bà Chính đang ngồi trên cái phản lớn ở trong nhà, nhai trầu nhóp nhép. Thắm ngồi gần đó may lại mấy cái nút áo đã bị đứt cho Tùng. Ý da! Cô đang may, thì cây kim không tự chủ nó đâm thẳng vào tay. Bà Chính thấy vậy liền hỏi: Cẩn thận chứ con, rồi có làm sao không? Vừa dứt câu thì cả hai thấy mẹ con Tí qua tới. Nhìn mặt bất ổn của hai người cũng đủ biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Liền vào tới nhà thì thở hổn hồng hộc. Bà Chính kêu hai mẹ con ngồi xuống, rồi nhờ Thắm đi lấy nước cho hai mẹ con. Liền uống xong một ngụm mới bắt đầu nói: Anh Tuấn, chồng của con về rồi má. Nó về rồi sao? Bà Chính và Thắm đều bất ngờ, không nghĩ là thời gian 3 năm trôi qua nhanh tới như vậy. Bà Chính hỏi dồn: Vậy rồi nó có gì lạ không? Nó có nói gì không? Dạ không, con thấy ổng y chang hồi chưa ra tù mà cứ lầm lì. Bà Chính nhăn mặt: Thôi thì để thời gian nữa quan sát coi sao. Nếu mà vẫn như chứng cũ thì bay phải chịu khổ nữa rồi. Khi đó hay là... Tính nói cái gì đó, nhưng bà Chính lại thôi nuốt ngược những điều muốn nói vào trong lòng. Liền thấy lạ, liền hỏi: Ngại gì vậy mẹ? Không có gì đâu. Thôi, bay đi về coi nó làm sao. Để nó ở nhà một mình ngủ dậy không có thấy bay, nó lại kiếm chuyện thì khổ. Thấy bà nói cũng đúng, nên Liên xin phép rồi ra về. Bà Chính ngồi đó với gương mặt lo lắng, nhìn bóng lưng của Liên đang khuất dần. Thắm thấy Liên đi rồi liền hỏi: Ủa, mẹ tính như tính nói cái chuyện gì với chị mà ngừng ngang vậy? Không có gì đâu, bay đi nấu cơm đi. Chiều rồi đó, để chồng bay về lại không có cơm ăn. Thắm nghe mẹ chồng nhắc cũng không hỏi ráng mà vui vẻ đi xuống bếp để chuẩn bị cơm chiều, để cho bà Chính ngồi lại với nỗi bâng khuâng. Ngay cả bà cũng biết mình đang bâng khuâng chuyện gì. Hồi nãy bà định nói nếu Liên chịu không nổi thì có thể cân nhắc chuyện ly hôn, nhưng bà lại không muốn mất đứa con dâu này chút nào. Với lại bà cũng không muốn thằng Tí phải sống trong cái cảnh không có cha. Hoặc cũng có thể là do bà quá ích kỷ với Liên, vì không biết từ khi nào bà đã không còn coi Liên là con dâu nữa, mà đã coi nó như con ruột của mình. Bà không muốn họ rời đi một chút nào. Mới đây mà đã nửa tháng trôi qua, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy. Có lẽ cái tánh rượu chè vũ phu nó đã ngấm vào trong máu, nên khó có thể nào thay đổi được. Hôm nay, Tuấn mặt mày đỏ như gất vì say rượu, chân này đá chân kia đi loạn choạn vào nhà. Liên đang quét sân, thấy hắn về trong lòng có dự cảm bất an. Tuấn ngồi xuống cái võng trước nhà, miệng hô lớn: Con vợ đâu rồi? Thấy chồng gì không biết dọn cơm hả gì? Liên nghe vậy thì lật đật chạy xuống bếp dọn lên một mâm cơm với rau muống luộc chấm chao. Hắn thấy vậy thì nhăn mặt hất mạnh cái mâm cơm xuống đất, rồi đứng bật dậy
tán cho Liên mấy bạt tai liên tiếp, mạnh đến mức chảy cả máu răng. Thằng Tí vừa lúc về thấy mẹ bị đánh, nó nhào tới quyết ăn thua đủ với cha. Quá tức giận vì hành động mất dạy của thằng Tí, anh ta liền chụp lấy cái ống nước cao su gần đó dút vào mặt của nó. Thằng Tí cũng không có phải dạng dừa, biết cha nó có rượu nên mắt lem nhem chắc chắn sẽ không nhìn thỏ. Tí cũng không phải dạng dừa, biết cha nó có rượu nên mắt lem nhem chắc chắn sẽ không nhìn thấy rõ cái thứ trước mắt. Anh ta phang bên trái thì nó né sang bên phải. Anh ta đánh bên phải thì nó né sang bên trái. Cứ vậy dễ dàng né được hết. Mắt nó bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Thằng Tí nó chạy nhanh ra sau lưng đá cho anh ta một cái thật mạnh, làm cho Tuấn úp mặt xuống đất. Không để cho Tuấn kịp phản đòn, nó liền nhào lên người, ghì chặt lại, không cho anh đứng lên. Tôi nhìn ông lắm rồi đó nghe. Ông chứng nào thật đó. Được rồi, để tôi coi ông còn tác quay tác quái được tới đâu. Mẹ, vô lấy sợi dây ra đây cho con. Hôm nay con xin phép mất dạy một lần. Liên sợ nhưng vẫn đi lấy sợi dây đưa cho nó. Thằng Tí nó chụp lấy, rồi trói chặt hai tay hai chân cha của nó lại. Sau đó lấy ống nước cao su hồi nãy phang liên tục vào người của Tuấn. Mỗi một cái là một câu nói. Cái thứ nhất là tôi đánh cho bà nội. Ông là kẻ bất hiếu, làm bà nội tôi phải buồn lòng đến lên cơn đau tim. Cái thứ hai là cho mẹ tôi. Ông đã hành hạ mẹ tôi không biết bao nhiêu năm trời rồi. Cái thứ ba là cho chú Út Tùng. Ông làm anh mà không biết thương em Út, hết lần này tới lần khác kiếm chuyện đập đồ chửi bới. Rồi cứ như vậy, từng roi thật mạnh như trời giáng được thằng Tí nó đánh xuống, mạnh đến nỗi Tuấn phải la hét kinh hoàng. Liền thấy mọi chuyện đang quá đà nên nhanh chóng cản Tí lại, nó cũng nể mặt mẹ mà tha cho anh ta. Nè con, Tí à, cái gì đang ngủ mà con nói lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy? Đó, cái gì mà phan cho ai? Thằng Tí nó giật mình tỉnh giấc, đầu óc hơi nhức nhối, nhìn lại xung quanh, nó thấy nó đang nằm ở trong mùng. Thì ra cảnh tượng mà nó đang đánh cha nó chỉ là một giấc mơ. Nó nghĩ nếu giấc mơ đó là sự thật thì có phải nó mất dạy lắm hay không? Nhìn qua thì thấy mẹ đang lo lắng nhìn. Thằng Tí nó nói, con không sao đâu mẹ, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi. Không sao thì mẹ mừng. Thôi ngủ đi, sáng còn đi học. Nó nằm xuống, mắt nhắm lại nhưng không có ngủ được. Trong người nó cứ bất an khó chịu vô cùng, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với hai mẹ con của nó nữa. Sáng sớm, thằng Tí nó chuẩn bị đồ đạc xong thì đi ra thưa mẹ đi học. Liên mỉm cười dặn dò. Đi học ngoan nghe con, đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau, đừng có hấp tấp, cẩn thận xe cộ, biết chưa? Dạ con biết rồi, con đi học nghe mẹ. Con đi đi, nhớ những lời mẹ dặn đó. Nói xong, thằng Tí nó leo lên chiếc xe đạp cũ đã gắn bó với nó từ năm lớp 6 tới bây giờ. Liên nhìn theo bóng lưng của nó mà mỉm cười hạnh phúc. Chị quay người đi vào nhà, giật mình khi thấy Tuấn đang bước ra. Cái điệu này chắc chuẩn bị đi nhậu nữa rồi. Mà thôi, cô cũng không có quan tâm tới. Ai đi đâu thì cứ đi, cô không có muốn nói tới. Liên đã quá chán cái cảnh tượng này rồi. Liên đi tới vách tường, lấy cái nón đội lên rồi đi ra đồng coi sóc mấy đám lúa. Mấy cái đám lúa chỉ có một mình cô chăm sóc, nhưng lúa tươi tốt dữ lắm. Hột cũng trổ xanh ươm hết, lúa năm nay hột chắc lắm. Không có lép xẹp như mấy mùa trước. Tới trưa, Liên vào nhà chuẩn bị cơm nước cho thằng Tí đi học về ăn. Đang lúi húi chụm củi, chợt có người chạy sọc vào nhà báo. Ê Liên, thằng con trai mày bị tai nạn giao thông ngoài lộ kìa. Mới nghe tới tai nạn, tim của Liên như ngừng đập, hốt hoảng ba chân bốn cẳng nhào ra ngoài. Liên dắt chiếc xe đạp ra, chạy nhanh đến trường. Khi đến đường lộ lớn, Liên thấy mọi người đang bu lại đông kín. Cô nhảy xuống xe, ném luôn cái xe đạp qua bên đường chạy tới. Liên thấy thằng Tí đang nằm trên vũng máu đỏ, người bất tỉnh, tay chân nó đầy xước đủ chỗ.
cái áo trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Cô bất chấp mọi thứ nhào tới ôm con. Nhìn thấy cái cảnh này, ai cũng xót cho Liên. Gia đình đã nghèo, chồng thì nhậu nhẹt bê tha, đánh đập không thương tiếc. Bây giờ lại phải chịu cảnh mất con. Hỏi đời ai chịu thấu cho số phận như cô hay không? Sao cuộc đời này lại trái ngang như vậy chứ? Tại sao mọi thứ đau khổ đều ập đến vào người Liên như vậy? Trước đó đã có người gọi xe cứu thương. Bây giờ chiếc xe cứu thương đã tới, Tý được mọi người đưa vào bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Thằng Tý bị đập đầu xuống đường, chấn thương nặng. Lúc trên đường đến bệnh viện đã không còn hơi thở. Lúc nhận xác con, Liên như ngã khuỵu xuống đất. Thằng Tý mới cười nói với cô đây mà, sao bây giờ nó nằm yên một chỗ? Tối hôm qua còn ôm nó ngủ, hơi ấm vẫn còn, sao bây giờ thân thể nó lạnh ngắt? Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Bao nhiêu lâu nay cô sống nhẫn nhịn là vì con, cô làm mọi thứ là vì con. Nhưng bây giờ con cô đã không còn nữa, nó nỡ lòng nào bỏ cô lại một mình mà ra đi. Liên khóc đau đớn đến cạn nước mắt. Đến khi nước mắt không thể chảy, nó như nghẹn cứng nơi khóe mắt. Liên mới nhớ mấy lần con mình hủ hỉ. Mẹ ơi, sau này con học giỏi, kiếm được nhiều tiền sẽ dẫn mẹ với bà nội vô biệt thự thiệt là bự để ở, mặc quần áo đẹp, ăn cơm ngon, chứ không có để mọi người sống giống như bây giờ nữa đâu. Có mấy lần nó nghe lời ai nói, về nhà lấy ớt ăn, cay đến phỏng lưỡi. Liên hỏi thì nó nói, con nghe nói ăn ớt mới mạnh mẽ, mới là đàn ông, con ăn ớt để con mạnh hơn, con bảo vệ mẹ nữa, không có để mẹ bị cha đánh nữa đâu. Nhìn mẹ bị cha đánh con chịu không có nổi. Sau khi làm thủ tục, Liên đưa xác con đi hỏa táng. Lúc nhận lấy cái hũ tro cốt của con trên tay, cô như muốn ngất xỉu. Một mình âm thầm làm hết mọi thứ cho con. Cô không báo cho chồng biết, vì cô hiểu một điều, có nói cho túng cũng không có được cái gì. Lúc thằng Tý còn sống, anh ta đã tệ bạc như vậy. Bây giờ nó mất, anh ta cũng không có mảy may quan tâm đâu. Lúc Liên về tới nhà, trời cũng đã tối. Chồng cũng đã về, nhưng có vẻ anh ta uống không có nhiều, nên cũng còn tỉnh táo. Anh ta dường như vẫn chưa biết chuyện thằng Tý bị xe tông. Nhìn thấy Liên, anh ta đập bàn. Mày đi đâu qua hôm nay không thấy? Cơm nước nhà cửa không lo mà... Túng chưa nói xong thì Liên đã đập tay xuống bàn thật mạnh, kèm theo đó là một tờ giấy. Gương mặt và giọng nói của Liên lạnh lùng vô cảm. Ly hôn đi, con mất rồi, ông cũng không có hay biết ông làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy. Bao lâu nay tôi chịu đựng ông là vì con, chứ không phải vì tôi sợ ông. Bây giờ tôi mất con rồi, tôi không có lý do gì ở lại căn nhà này và tiếp tục chịu đựng một người chồng khốn nạn như ông nữa. Túng dường như tỉnh rượu hoàn toàn. Sau khi nghe Liên nói thằng Tý đã mất do tai nạn, điều làm ông ta bất ngờ hơn là hôm nay Liên lại dám chửi mình. Ký đi, rồi ông với tôi chấm dứt. Đến giờ phút này, ông vẫn nghĩ là tôi sẽ nhịn, mặc kệ cho ông đánh đập à. Nếu không ký, tôi đơn phương ly hôn. Liên đưa cái hũ cốt trên tay cho ông ta xem rồi nói. Nghe con mất, vậy mà ông vẫn không hỏi một câu quan tâm. Mong kiếp sau nó sẽ không có đầu thai gặp một người cha tệ hại như ông. Liên mặc kệ Tuấn phản ứng ra sao, cứ dậy đi một nước vào trong nhà. Lấy ra mấy bộ quần áo, rồi đem theo cái hũ tro cốt của con mình đi luôn. Tuấn ở đây cầm tờ giấy ly hôn mà Liên để lại. Anh ta không dám ký và cũng không có biết là mình có nên ký hay không. Mặt Tuấn thất thần ngồi phịch xuống ghế. Trước khi đi, Liên có ghé sang nhà bà Chính. Ở đây, Tùng và Thắm đều đã biết chuyện của thằng Tý. Bà Chính lúc nghe tin đã khóc rất nhiều. Đến khi bà thấy hũ tro cốt của thằng Tý thì bà còn khóc nhiều hơn. Tùng và Thắm cũng xúc động chảy nước mắt. Riêng Liên vẫn vô cảm. Từ lúc nhận tro cốt của con xong thì tim cô dường như đã bị chai sạn. Cô không khóc nữa vì cô biết có khóc nhiều cỡ nào thì thằng Tý, con trai của cô, cũng mãi mãi ra đi và không bao giờ trở lại. Thay vì khóc, thì hãy lạc quan lên. Sống thật tốt phần đời còn lại
để cho vong hồn con mình nó được phần nào an ủi và nhẹ nhõm. Từ biệt hai đứa em và bà Chính xong, Liên quay về nhà cha mẹ ruột của mình, về nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Cô còn nói chắc chắn một câu rằng mình sẽ không có bao giờ trở lại cái nơi ngục tù đó nữa. Cha mẹ Liên nhìn thấy cảnh cô ôm tro cốt cháu ngoại quay về mà lòng đau như cắt. Chuyện Tuấn hay rượu chè đánh đập cô giấu cha mẹ ruột, không có nói cho họ biết vì cô sợ họ lo lắng. Nhưng dù cô có giấu, ông bà cũng nghe phong phanh được, biết con gái lấy chồng phải sống trong khổ sở như vậy. Tuy nhà ông bà nghèo nhưng không muốn con mình chịu khổ. Nhiều lần họ nói với Liên, thôi thì đưa thằng Tí quay về đây sống với ông bà. Nhưng cô không chịu về. Chắc Liên nghĩ rằng nhà vẫn còn em trai và em dâu. Mặt khác, nếu cô về bên đó, rồi Tuấn sẽ theo sang quậy phá liên lụy đến cha mẹ của mình, nên đành chịu đựng. Bên này, bà Chính vừa mất cháu nội, vừa mất đứa con dâu tốt, nên bà đâm ra giận thằng Tuấn dữ lắm. Thậm chí, bà còn đến gặp Tuấn để từ mặt cái thằng con trai của mình. Mày nhậu đi, nhậu thì nhiều vô đi. Bây giờ mày không còn là con của tao nữa. Từ nay về sau, mày cũng đừng có kêu tao bằng mẹ. Sau mấy ngày đó, bà cũng yếu đi. Bà ho khù khụ suốt ngày, ho đến nỗi ra cả máu tươi. Tội nghiệp cho hai vợ chồng Tùng, suốt ngày phải chạy ra chạy vào lo cho mẹ nằm ở bệnh viện. Tùng phải đi làm liên tục để kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho bà. Chắc là trời thương, bà may mắn đã qua cơn nguy kịch và dần khỏe hơn. Một thời gian sau bà xuất viện, nhưng đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Bà phải ngồi xe lăn để di chuyển. Đi vệ sinh cũng cần có Thắm ở bên phụ giúp. Có lần bà nói, bởi già nên nó khổ, thôi chết đi cho khỏe con khỏe cháu. Thắm nghe vậy thì nói, mẹ nói vậy mà nghe được hả? Mẹ phải sống được 100 tuổi để còn chứng kiến con xin cháu nội cho mẹ chứ. Tổ cha mày, cái bụng mày nhiều tháng rồi. Thắm tủm tỉm cười, dạ không giấu gì mẹ, thai của con cũng 3 tháng rồi. Ráng dưỡng cho tốt, để trước khi chết mẹ còn coi được mặt cháu nội lần cuối. Mẹ là nữa rồi đó. Bà Chính cười, đã lâu lắm rồi Thắm không thấy bà vui như vậy. Từ lúc chị dâu bỏ về nhà mẹ thì cô đã không còn nhìn thấy nụ cười trên mặt bà nữa. Vì vậy Thắm tự hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt để bà khỏe mạnh chờ ngày ẵm đứa cháu nội đang còn trong bụng của mình. Về phía của Tuấn, anh ta sau đó đã tự rước một cô vợ khác về để mong sau này có người cơm bưng nước rót làm lụm kiếm tiền cho gã đi nhậu. Nhưng có lẽ lần này Tuấn không được như ý. Người phụ nữ đang sống với Tuấn, năm nay 30 tuổi, đã qua một đời chồng, về chung một nhà rồi Tuấn mới bộc lộ ra hết cái nết chó tha của mình. Nhưng lần này gã bị cô vợ hai đánh cho người ngợm tím liệm, có chỗ còn bị nhiễm trùng phải nằm liệt giường ở nhà. Chứ bộ dạng này đi ra ngoài, tụi bạn nhậu thấy thì có mà bị cười cho thúi đầu. Vợ của gã cho một trận còn hăm rằng, anh lo mà đi làm kiếm tiền phụ tôi, nếu không thì đừng có trách sao nước biển lại mặn, nước tắt lại chua. Anh nên nhớ, cái nhà ngoài cột ra thì phải có cái nóc. Đó, nói vậy rồi mà còn nằm đó à? Còn không mau mau đi rửa chén nấu cơm. Thiệt tình hả? Cái nhà này riết rồi không biết nói làm sao. Từ nay tôi ở đây là không có chuyện làm biếng đâu nghe. Sau cái ngày đó, người trong xóm trố mắt ngạc nhiên khi thấy Tuấn vác cuốc ra ruộng. Ai cũng cảm thấy khó tin đến kỳ lạ. Tuấn mà có chuyện đi làm ruộng nữa, anh ta mà có chuyện đi cắt lúa mướn hay sao? Tin chấn động đến nỗi mà mọi người truyền miệng nhau đến lan rộng cả một huyện. Nói thiệt với bà nghe, thằng cha Tuấn từ khi đưa cái con vợ hai về sống là tự nhiên cái xiên đột xuất à. Bà thấy lạ không? Mà phải rồi bà. Nghe nói đâu cái con vợ của nó biết võ đó. Đi nhậu lạng quạng, nó phang cho mềm xương, gân cốt đứt nẻ chứ không giỡn chơi đâu. Bởi ta nói quả báo nhãn tiền mà. Hồi đó đó, nhậu vô rồi đánh đập vợ con. Rồi bây giờ
con vợ sau này nó đánh cho thấy bà nội luôn à. Để tôi coi cái con vợ của nó dạy nó được hay không. Cứ như vậy mà tin tức truyền đến tai Thắm và sang qua cho Tùng và bà Chính. Bà nghe thì chép miệng. Coi bộ rất trúng cái thứ dữ rồi đó. Điều này vừa bụng tao lắm đó. Để rồi coi cái thằng Tuấn có thay đổi gì không. Chiều hôm đó, thằng Tuấn vừa đi làm đồng về đang nằm ở trên võng trước nhà mà thở hồng hộc. Bà vợ của nó về mà cô ta đi cứ nghiêng ngả quẹo trái quẹo phải. Cô vợ thấy Tuấn đang nằm trên võng liền lấy dép chọi vào gã, giọng lè nhè trách mắng. Ông nằm võng hả? Bây giờ còn dám nằm võng nữa? Hả? Nằm võng không sợ mất phước hả? Nằm ở đó rồi đạp vô mặt vô mày người ta. Không sợ mất phước hay sao? Mau dẹp cái võng đi, đem cái võng đi đốt đi nghe không? Thấy tôi về, không có lại đỡ còn nằm đó hả? Muốn ăn đòn hay gì? Tuấn nghe vậy thì xanh mặt. Trời đất ơi, bữa nay con này nó còn đi nhậu nữa. Đàn bà con gái cái kiểu gì đây? Nghĩ vậy, nhưng anh ta nào dám trái ý. Nó có võ, Tuấn đâu có đánh lại. Lạng quạng bị nó quất cho bầm người chứ không chơi. Ông Tuấn dìu cô vợ ngồi xuống võng. Chị ta ngồi làm sao mà bị trật cái võng té xuống đất. Chị ta la lên bài quải. Đó, thấy chưa, dìu tôi xuống võng ngồi chi. Bây giờ đó, phước đức đó, mất hết phước rồi. Tôi té xuống đất đây nè. Chị ta đứng lên đi đường quyền làm cho Tuấn bầm mặt la trời. Chị ta đánh hả dạ rồi lại nằm xuống cái võng ngủ. Trước khi ngủ còn chỉ mặt cảnh cáo. Liệu hồn ông đó. Thình Tuấn ôm cái mặt đau mà than trời. Rước dễ thì dễ, nhưng bây giờ muốn đuổi cô ta đi thì khó. Nhà này là nhà của anh ta, không lý nào anh ta lại bỏ đi. Tuấn vô tình nhìn thấy cái nón lá của Liên vẫn còn treo ở góc nhà. Chợt anh ta nhớ lại ngày xưa mình đã sống tệ bạc với vợ con. Cái cảnh này đâu khác gì khi xưa mỗi khi ông nhậu say về đánh đập vợ mình. Có lẽ ông trời đang quả báo anh hay sao đây. Chợt anh ta thấy mình quá đổi tệ hại. Khi xưa có vợ hiền con ngoan lại không biết quý trọng. Một gia đình nhỏ đã bị chính anh ta làm cho tan tành. Tuấn thấy hối hận lắm, nhưng thời gian không cho người ta cơ hội quay lại. Cuộc đời cũng không có hai từ nếu như. Những thứ đánh mất sẽ không bao giờ có lại được. Hôn nhân đổ vỡ như chén nước hất đi. Mọi thứ với anh ta bây giờ đã muộn màng. Từ nay, anh ta chỉ có thể ôm theo cái nỗi hối hận và tiếc nuối sống đến hết đời. Sáng hôm sau, Tuấn qua bên nhà bà Chính. Anh nhìn mẹ mình mà ương ước nước mắt. Má, con xin lỗi má, con là đứa con bất hiếu. Thời gian qua con đã làm má buồn lòng. Từ nay con sẽ bỏ rượu làm người tử tế. Con hối hận rồi má. Bà Chính nghe vậy thì sụt sùi nước mắt. Con trai của bà đã biết ăn năn. Con chịu tu tâm dưỡng tánh là má mừng lắm rồi. Ráng mà sống cho đàng hoàng tử tế nghe con. Nói tới đây, đột nhiên bà Chính thấy đau thắt ngực rồi ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa đến bệnh viện thì bà đã mất. Ngày diễn ra đám tang của bà Chính, Liên quay về để đưa tang cho bà. Nghĩa tử là nghĩa tận, lúc sống bà cũng rất tốt với cô, cho nên Liên không thể làm ngơ như không biết gì. Trong đám tang gặp lại Tuấn, mặt anh ta vẫn đang bị bầm tím. Dường như Tuấn thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Liên nên luôn tránh mặt. Thời gian sau, Liên vào Sài Gòn làm và gặp được một người đàn ông khác. Lúc đầu cô không dám mở lòng, nhưng người đó đối xử với Liên rất tốt. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp những tổn thương cho cô. Sau đó, Liên đã có một gia đình mới và sống hạnh phúc. Còn Tuấn thì cô vợ hai của anh ta không những nhậu nhẹt mà cờ bạc đầy đóm. Anh ta bây giờ đã bỏ nhậu nhẹt lo đi làm kiếm tiền, nhưng ngược lại gặp phải cô vợ trời ơi đất hỡi. Bây giờ anh ta muốn đuổi cũng không dám đuổi, nên phải chịu đựng cứ sống như vậy.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Kẻ bán rẻ nhân tính, tác giả Lê Quyên. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.